Từ vi tháng 7 năm 2024 tuổi tuất âm lịch cho thấy tháng mới cực kỳ thuận lợi cho những con giáp tuổi tuất. Thời gian này, năng lượng, nhiệt huyết của bản mệnh với công việc luôn tràn đầy. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ một sự thật rằng không phải khi nào bạn chăm chỉ, tập trung thì cũng được công nhận. Nhưng đừng vì đợi ai đó đánh giá cao mới cố gắng, hãy cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, thành công đến muộn nhưng nó hoàn toàn xứng đáng để bạn chờ đợi. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị tuổi tuất đã đến với chuyên mục tử vi tháng của chúng tôi. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn tới quý anh chị. Trong video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của người tuổi tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý bạn lên kế hoạch cho một tháng mới làm việc hiệu quả và mọi việc hanh thông. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin chi tiết tháng 7 âm lịch là tháng nhâm thân. Dương lịch từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 dương lịch. Can chi là tháng nhâm thân. Thiên can nhâm thủy. Địa chi thân kim. Mệnh chủ tuất thổ. Về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi tuất âm lịch, mệnh có quan đới cho thấy tuổi tuất rất chăm chỉ, nỗ lực trong công việc. Bạn sẵn sàng tính toán trước sau để không gây ra sự bất lợi hay khó chịu nào cho những ai liên quan. Tuy nhiên, công việc có vẻ vẫn tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, thậm chí bắt đầu có những thành quả khá tốt. Tuy nhiên, bạn đối mặt với sự thật rằng không phải ai cũng công nhận năng lực của bạn, nhất là những kẻ luôn ghen tị trước thành công của bạn. Vì thế, bạn đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người làm gì. Tháng này thiên quan dự báo một số vấn đề khó đoán, thậm chí đẩy bạn vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bạn nên yêu cầu những người mà bạn luôn tôn trọng, những người có kinh nghiệm cho bạn lời khuyên nhiều người tiếp tục bị những rắc rối thị phi bao vây chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước cạnh tranh mạnh càng nhiễu nhương phức tạp khi bạn hiểu rõ năng lực của mình rồi thì đừng quá mong chờ những lời khen của người khác nhớ rằng bạn thông minh xuất sắc hay không sẽ không dựa vào việc ai đó đánh giá cứ giữ chọn đam mê của mình với công việc quá trình đó cũng là lúc bạn giúp được rất nhiều người và đó mới là điều bạn nên nghĩ tới nhiều nhất về phương diện tài lộc. Trong tháng 7 năm 2024 âm lịch này, tuổi tuất tránh tham gia kiện tụng, tranh chấp vì nguy cơ bản mệnh bị mất tiền rất cao. Nếu có thể thì nên ưu tiên giải pháp hòa giải nhé. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện tranh chấp, thị phi, do đó rất cần kiềm chế tính nóng nảy của mình. Những ai vẫn hung hăng, thích tranh chấp, cố phân biệt đúng sai thì rất dễ mất tiền, mất cả mối quan hệ làm ăn đã xây dựng từ trước thế nên việc bình tĩnh đối mặt với các sự cố rất quan trọng trong tháng này. May mắn là có tà phụ phò tá nên căng thẳng cũng nhanh chóng được dịu dần, nhất là khi bạn thời gian này chăm chỉ tích đức, hành thiện. Bạn luôn cố gắng dành một phần thu nhập của mình để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Có thể bản mệnh chưa giàu có, sung túc bằng người ta nhưng bạn cảm thấy vui vì mình vẫn có thu nhập đều, vẫn có thể giúp đỡ những người xung quanh đang vất vả, khó khăn hơn mình. Về phương diện tình cảm. Về chuyện tình cảm, người tuổi Tuất trong tháng mới có nhiều điểm khởi sắc. Gia đình thuận hòa, có nhiều tiếng nói cười của người thân lẫn con trẻ. Sự tin yêu đang ngày càng gia tăng trong gia đình của người tuổi Tuất trong tháng này, chúng mang lại cho bạn cảm giác an yên mà trước đây bạn chưa có được. Phụ nữ tuổi Tuất thời gian này có xu hướng chăm lo gia đình nhiều hơn, nhờ thế mà hạnh phúc đong đầy. Những căng thẳng trước đây cũng lần lượt được hóa giải khi mỗi người biết đặt vào vị trí của nhau. Ngũ hành tương sinh còn dự báo về đào hoa vượng đối với những ai đang độc thân. Những duyên lành xuất hiện trong thời gian này rất đáng trân trọng, có những người có thể ban đầu bạn chưa ưng ý nhưng sự chân thành, tốt bụng, tình cảm của họ đã khiến bạn sẵn sàng mở lòng. Về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Tuất âm lịch trong khi các khía cạnh khác có vẻ tốt đẹp thì sức khỏe của con giáp tuổi Tuất trong tháng Cô Hồn lại là một trong những vấn đề khiến bản mệnh phải bận lòng khá nhiều. Thời gian này bản mệnh nên ưu tiên các món ăn có tác dụng dưỡng phổi, bộ phận mà tuổi Tuất dễ bị ảnh hưởng nhất trong tháng này. Những ai mới tham gia các bài tập luyện để cải thiện sức khỏe thì nên thực hiện nhẹ nhàng, không nên vì thích thể hiện mà tập sai, gây ảnh hưởng tới các bộ phận khác nhau trong cơ thể của mình. Ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Có thể hiện tại bạn không làm việc quá sức nhưng cơ thể của bạn cũng bị tác động do thói quen xấu trước đây, do đó, nếu có bệnh thì nên tập trung chữa trị, không được chủ quan nhé. Bên trên là tử vi tổng quan tuổi Tuất tháng 7 âm lịch năm 2024. Sau đây là vận trình chi tiết tháng 7 âm lịch cho từng tuổi Tuất. Mẫu Tuất 1958 mệnh Mộc, hãy kiên nhẫn và phần thưởng sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Quý nhân trong tháng, mùi và thân. CANH tốt 1970 mệnh kim, hãy thành thật với những thiếu sót của mình, rồi bạn sẽ được thông cảm. Quý nhân trong tháng, tị và thìn. Nhâm tốt 1982 mệnh thủy, mong muốn sẽ lấp đầy những khao khát nhưng biết đủ mới làm bạn hạnh phúc. Quý nhân trong tháng, thân và ngọ. Giáp tốt 1994 mệnh hỏa, tôn trọng ý kiến của người khác còn mang lại cho bạn sự yêu mến của họ. Quý nhân trong tháng, dậu và mùi. Bình Tuất 2006 mệnh thổ, nghe từ một phía thì chớ nên vội vàng kết luận nhé. Quý nhân trong tháng, dậu và dần. Bên trên là thông tin tổng quan tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Video đến đây là kết thúc. Chúc quý anh chị và các bạn một tháng mới gặp nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong các chuyên mục sau.